ngôn cũ của Tiên Cúc Kỳ. Tối 28 tháng 8, Bích Phương cho ra mắt MV mang tên Đi Đu Đưa Đi, đánh dấu sự trở lại của mình sau thành công của Bộ Yêu. Đây là một sáng tác chung của Tiên Cúc Kỳ và Phạm Thanh Hà, do nhà sản xuất âm nhạc Dương Ca hòa âm phối khí với giai điệu bắt tài. Ngay khi ra mắt, MV Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương nhận được nhiều phản hồi tích cực và đã đạt gần một triệu lượt xem chỉ sau 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng có một bộ phận khán giả đang tẩy chay, nhất quyết không xem, và được biết nguyên nhân xuất phát từ một phát ngôn cũ của Tiên Cúc Kỳ cách đây không lâu nhạc sĩ tâm sự với người lạ từng có chia sẻ về việc ca sĩ và nghệ sĩ nói chung chỉ nên yêu nghề chứ đừng nên yêu công chúng bởi sẽ có lúc bị những người không quen biết mắng chửi dù tiên cookie sau đó phủ nhận việc bản thân suối nghệ sĩ không yêu công chúng nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng nữ nhạc sĩ thiếu tôn trọng khán giả những người mang lại thu nhập cho nhạc sĩ ca sĩ cũng vì vậy mv lần này của bích phương bị ảnh hưởng không ít trên mạng xã hội nhiều khán giả chia sẻ họ nhất quyết không xem mv đi đu đưa đi vì tiên cookie là người đồng sáng tác nếu đã tẩy chay nữ nhạc sĩ thì nên tẩy chay luôn ca khúc này bên cạnh đó vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực bích phương và thể hiện sự ủng hộ với cô có thể thấy cư dân mạng đang chia hai phe với hai luồng ý kiến trái ngược nhau